nhảy vô gàng luôn. À. Nhóm nhóm được từ đây. Ồ dính mép nó sao. Ê, ôi quá dữ rồi. Quá dữ kìa. Quá dữ cả nhà. Nhẹ nhẹ con dính cục nào không dính. Lo lo mé, lo mé này. Ê, nhưng nhưng chụp khỏi đi dưới dưới chứ. Nhà mày một cái. Quá. Quá dữ. Chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Dương. Thì hôm nay Dương sẽ đi cắm câu nha. Hôm qua mình có đi bắt một ít nhái. Thì hôm nay đi cắm câu tại mình thấy cái khu vực cái này có cá lóc nhiều nè. Thì giờ mình sẽ đi cắm câu cho cô chú anh chị mình xem. Để thưởng thức cái món cá lóc đồng nha. Đây là mấy chục con câu mới vừa mua xong luôn. Rồi xúc nữa. Rồi cái này xúc cắm trước luôn. Giờ mình sẽ xuống một con câu trước. Dạ dữ rồi. Đó, ok đó. Rồi, thì đây là cái cần câu cuối cùng Dương cắm nha. Cắm xong rồi 7 giờ đâu gần 7 giờ luôn được ơi. Ok. Rồi giờ mình sẽ đi về thôi. Rồi 10 giờ mình xuống mình thăm, 11 giờ vậy đó mình xuống mình thăm, mình quay cho cô chú chị mình xem nha. Xong rồi em ơi. Rồi chuẩn bị ra thôi. Dương xin chào cô chú chị nha. Hiện tại là 10 rưỡi rồi. Mình đi trễ xíu, này hẹn 10 giờ nhưng mà bây giờ là 10 rưỡi rồi. Thì Dương đi thăm câu nha. Thì quay cho cô chú chị mình xem. Hôm nay là có thu hoạch hay là không nha. Mình thấy cái hiện trường đây là rất là ok. Nhưng mà biết có cá hay là không. Rồi. Hello xin chào cả nhà nha. Đi với em được đây. Nè. Cả nhà ơi, chưa thấy nặng cứu dữ lắm rồi. Mà nhái hả? Đâu quay cho cả nhà coi nè anh Dương. Đây nãy mình đi Dương đi bắt thêm mấy nhái nữa nha. Mấy ngót đây đó. Mình nhảy á. Đó. Đây, con nhái này khủng, nhái này cắm một cái là dữ dằn luôn. Thấy nhái này dữ không cả nhà? Đó. Nhái tao đụng con nhái này cắm cá sấu. Đây con hay con chết. Chết. Nó bị con nhái nó dậm. Ừ, rồi, bây giờ mình đi thôi. Rồi, chưa biết nữa thì mình mới vừa đi ra thôi, chưa có thăm được cần nào hết cho nên là biết ổn là không đó nha. Thì mình nghĩ là chắc là sẽ ổn thôi đó. Vừa xích đằng này xíu, xích này xíu, đây ngay đây nè, đây nè. Ủa không ta? Ôi nó tám mất tiêu. Nó tám mất tiêu cái con nhái rồi. Tám mất rồi hả? Đây đây em móc cho móc cho. Rồi, nó tám mất tiêu con nhái rồi. Thì mình hy vọng là sẽ những cái cần câu khác nó sẽ như thế này. Ủa quanh vậy, nó chín con cá chứ quên. Vậy như thế này mà ta. Sao mồi con vậy? Rồi đâm thay lái vô nổi. Con cá lội lội kìa. Cái gì nó mới nước đó. Nằm như thay lái vậy. Nghỉ mệt mà bơi bơi hoặc mệt nghỉ sao sao thấy thấy sao thấy hiu quạnh dữ trời. Bãi này ngon dữ dằn lắm mà vậy? Có con cần không? Chưa chứ tới chút chút gì á, gần gần đâu đây con cần á. Ê hút hút hút. Ê, ê. Một em nha. Ê. Chết queo rồi. Để ơi sao nằm thẳng vỏ chứ vậy, ai biết đâu dính sớm quá hay là dính hồi chiều ta.
mình mới cắm xíu là dính rồi đó. Vậy chết bèo. Ồ, con này cũng nhỏ hả? Mà mập ha. Dính gì sao chết ta? Rồi em gửi đi. Em cầm đưa mắt cho đưa mắt cho. Em gửi cái gì đó. Rồi ok. Ấy. Chờ cái mỏ nó nhỏ hơn mỏ anh Dương nó còn nội nữa. Trời ơi lạ trời, sao em nói dễ được. Nhảy nhảy ra nha. Trời, con đầu tiên mà thấy kỳ anh Dương. Thôi không sao, có là được rồi, có thu hoạch là tốt. Ê, cái chỗ này chiều hình như là có cắm được chỗ đường nước này không em? Có không? Ở đâu ta? Nếu cái đường nước được có cắm được nữa ta? Không luôn hả? Đâu vậy, sai vậy? Chỉnh cái gì rồi? Ê, đây một con nữa. Không. Kìa một con nữa. Đây. Kìa nó lặn đi, nó lội dưới kìa. Nó. Thấy nó kìa. Bự không? Bự. Bự á. À. Ê, từ từ nha, nhỏ nó cần lên nha. Em nhỏ cần này trước nha. Ở chừng nghệ đồng đầu đó, hay dính gông cỏ kìa. Dính cái gì? Không được đâu, sợ, nó không lo mắt là sợ rồi, được rồi. Được rồi. Không mắt không. Đấy, từ từ nhẹ được rồi, đỡ lên đỡ. Đưa này đi lên, lên bờ, đưa bờ luôn. Wow, con này bự hơn con nãy nha. Bự đâu con cỡ luôn ơi. Không, bự hơn con nãy chút. Không. Ừ. Không tin cân thứ coi. Cả nhà, quá im cả nhà. Đây, một con nữa nha. Nè, yeah. Yeah. Ok. Ok không? Quá im, quá im. Có lý nha. Đây. Ê, mình mở. Hứng, anh đi ơi. Nó có vụt đâu sợ. Rồi, bỏ vô. Vô. Đã thấy cây cầu liệt xuống lại ngon lành, càng đào liền. Rồi móc mồi lại. Nè, bánh đây đây em gửi cho. Rồi dính bé na nữa rồi. Căng cảnh vô bé na kìa. Này bắn súng cái gì được ơi. Không phải bắn súng à. Không biết nữa. Nè. Đây mày bắn súng nữa. Bắn súng ơi, bắn súng bự mà cho bá luôn. Không bắn súng này ngon. Ngon không? Bắt luôn nha. Ê, ghê à. Bắt luôn. Phải không xuống không? Cái đèn lùi kìa. Không phải không xuống ơi. Không gắn gì không hả ơi. Thôi đập bỏ được rồi, bỏ được rồi. Bông súng. Bông súng rồi sao nó nút tung cổ mẹ nó rồi. Thôi được rồi. Bỏ đem rồi. Rồi sao lấy cái lưỡi câu ra. Bông súng nó không có ấy mà. Con này bông súng. Bông súng mà bự dưới trời. Có đen xịn nè. Ừ nước này đen, nó đen phải rồi. Phải không? Ừ. Đúng vậy. Phải không súng không? Nè. Làm sao? Làm sao? Cái này nó bự quá. Rồi cái lưỡi câu sao nó nút thuốc bộ tử luôn kìa. Sao gỡ nè. Này giờ quăng măng nó ra vậy nè. Nó ra nè. Nó. Bắt bắt luôn không? Ôi thấy rốt quá, con này đen rốt quá. Ừ. Con này rốt quá. Con này nhìn nó y như. Bây giờ. Thôi trời, cái ngạnh này nó trâu ghê anh chưa. Thấy không? Thôi nè. Rồi thả đi, thả bỏ đi. Ừ. Cái ngạnh thấy không? Ừ. Khủng luôn á. Mở đen lùi à. Này bọn súng nha. Súng kỳ vậy, đen thui vậy. Thôi thả đi. Đúng nè. Rồi thả đi em ơi. Quăng nha. Con nghe cái chùm đi. Rồi nhá, bỏ vô. Rồi thì à. Ủa sao còn con vậy? Ấy bậy rồi đây ta cá. Thấy không ha, còn hai con nguyên luôn hả? Ừ, hai con chứ. Biết sao, nó nhỏ quá nhìn không thấy hai con cá luôn á cả nhà. Thì à, buổi tối nay Dương đi thăm câu với lại em được. Thì được có hai con cá thôi nha. Thì hy vọng là buổi sáng mình sẽ thu hoạch nhiều hơn. Buổi tối này em. Rồi, nó xảy nhiều quá. Để em bắt cái này ra bỏ vô cho nó nhiều nè. Thôi. Quá. Nhái hả? Ừ. Hết á. Hàng hết phải không? Rồi bây giờ Dương với lại được về. Thì sáng Dương đi cuốn câu thì sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem tiếp nha. Hy vọng là sẽ có thành quả hơn buổi tối này. Tối này thất thủ rồi. Nói chung là được hai con là cũng được. Ok, tắt đi. Được rồi đó. Đó, chào cả nhà buổi sáng luôn. Thì 4 giờ sáng Dương với lại được đi cuốn câu nha. Thì Dương hôm nay có việc, đúng ra là sáng cỡ tầm 6 giờ mình mới đi cuốn, nhưng mà Dương sáng nay có việc sớm cho nên là phải đi sớm chút xíu. Được quay cho Dương. Chào cả nhà nha. Thấy tóc anh Dương đẹp không cả nhà? Xẻo hai bên. Này là mình đổi đèn lên nó vậy thôi chứ nó đẹp trai lắm à, dữ dằn lắm à. Rồi, giờ mình đi cuốn câu thôi. Vô một cá ăn đâu kịp. Trường này còn nguyên luôn. Thấy sao còn nhái còn nguyên không người ta. Đừng rồi gãy mẹ này. Ôi nhóc dưới đó kìa, nó lội kìa. Chiêu mồi
nhẹ đi. Hả? Ê, dính như con cá bự, cá bự, cá bự. Ôi trời 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 trời. Bây giờ anh dọn cỏ trước em đi. Ê, từ từ, nó đâu dính cỏ đâu, dọn. Dọn luôn nha. Dọn luôn, nó từ từ nhỏ nhỏ dọn luôn. Ê, lôi mé, lôi mé nè. Ê, nhung nhung nhung, chụp lại, trời ơi, trời ơi. Ôi trời. Trời ơi, trời. Trời ơi. Kéo từ từ lên, lôi mé. Dọn từ từ lên, cái con ruột chụp không kịp trời. Trời ơi, trời. Su cà na. Su cà na luôn, buồn ghê trời luôn. Trời ơi. Có tay luôn cả nhà ơi. Dở nhẹ lên nó mà nó không kịp trời. Dính mèo quá sao? Không, sao sao sao? Dạ, có, ok. Con nó bằng cầm tay anh vô. Lâu lâu mới được con không biết còn nữa không rồi. Con nó khoảng 300 gram ha. Ở đó. Ê ê. Ê, nó lên. Ê, từ từ từ. Ê, ê, cỏ, cỏ. Đây nè, cái này. Ủa, cái này mày. Từ từ, từ từ, từ từ nha. Dọn, dọn cỏ trước anh Dương ơi. Đâu có cỏ đâu. Gông mà, này gông mà. Trong lỏng, trong lỏng đi. Ê, để nó lâu, không thấy cá lên bờ luôn đó. Dọn, dọn cỏ trời. Đưa lên trên mấy bờ khô luôn nha. Còn cá không vậy trời? Nhẹ thôi, còn. Trời, nhẹ thôi. Không bự không, nhưng mà được. Mé, đừng nướm lên mặt nước tí anh Dương ơi. Từ từ đi cho nó. Nhớ cho cả nhà mình thấy con cá. Đó. Đó. Ôi. Con đội đèn néo bên coi. Con này nhỏ hơn nãy xíu. Đâu cầm lên chứ mày. Từ, chim mưỡng cái thành quả của mình buổi sáng coi. Đây. Con này nhỏ hơn nãy tí. Nhỏ hơn nãy nhưng mà dính vô mép này là hết vô rồi. Con này dính mèo quá. Ừ. Rồi. Xuống lấy cái vỏ cầm đằng ngoài không nổi. Ở đây nha. Vô. Vô kẹo cả nhà ơi. Trời trời. Sao sao được ăn ủi, được ăn ủi anh Dương ơi. Chưa mà còn nhiều mà. Mặt tỉnh hơn nãy vậy đó. Nãy thấy mặt nhỏ mỏ nhọn lắm đây cả nhà. Lâu với đứa con mà làm kiểu vậy thì chết luôn rồi, buồn. Buồn đứt ruột luôn. Không có gì nữa, không biết còn không rồi. Tẩy con ủi vậy. Để em vô trước cho. Ở đây thì mình có cắm hai cần cả nhà. Cái con gì vậy? Ê, anh Dương ơi, cái này có kẹo hay gì nè. Ê, còn giật, còn giật anh Dương ơi. Đây. Nè, liệt luôn. Để anh lôi. Có cỡ, nó quắn vô cỏ nha. Để anh bỏ, anh. Còn không vô họng mày. Ê, dạ. Ngon à, ê, bự không, dạ, bự không. Không biết nữa. Từ, thấy đâu. Cỏ, lâu anh dẹp cỏ thôi bớt. Dẹp cỏ kìa. Nó đâu rồi? Nằm trong bụi cỏ đó, kìa, quắn vô cỏ kìa. Từ đi bước con cỏ nha các. Để lôi lên máng cỏ lại dãy cái nó đi giống nãy nữa. Cái này là cắn cỏ thiệt không phải chơi đâu nha, nằm lăn lăn ra. Ê hết hồn. Chạy đi. Ổn định nhỏ lên được rồi. Ok lên được rồi. Từ từ nha. Dính gông. Trời. Oh yeah. Ô, con này bự anh Dương ơi. Bự à, cẩn trọng nha. Con này bằng cái con hồi nãy mình chảy á. Ừ. Đâu, đưa lên cho cái nhà chim ngưỡng coi. Ôi, nó nuốt vô họng luôn rồi nè. Nuốt vô họng luôn em ơi. Nó hay cái này sao ruột được. Con này chứ mới dính nè. Nuốt lúc luôn. Ừ, để lấy cái động con chọt lưỡi ra đây. Nằm yên đó. Nằm yên đi em. Anh đang cứu thương cho em. Đang cứu thương hay chuẩn bị bằng thịt. Vô kẹo anh Dương ơi. Hồi đầu anh đưa con cá này qua bên cái máy này cho em nữa lên anh biệt. Wow. Ồ. Hết cái biết rồi. Ê. Vô kẹo anh Dương ơi. Vô hàng. Vô. Sáng buổi sáng ngon hơn buổi tối đây. Đúng rồi, không thể là năm bé rồi. Đúng không? Ừ. Sảy, anh làm thấy hình đứa. Đủ, vô lên vô cái nhà coi đây. Đủ, tụng luôn trời. Nhảy không? Ê. Làm cái gì luôn trời. Không lẽ nào chỉ có bao nhiêu thôi ta? Nằm mình chỉ có thế thôi sao? Ê con cá lóc cái gì vậy? Nút mỏ lên. Cá lóc rồi. Nó đó. Từ từ anh Dương ơi. Quay cận cảnh cho cả nhà mình coi cá nhảy kìa. Mắc loạn mắt luôn rồi. Nhìn nhảy gì đó nhảy. Nhúng nhít mít cho nhảy rồi. Ồ, quá dữ. Cá nhỏ quậy dữ ta.
lên bờ. Lên bờ hơn, hồi xuống ao. Văng dính nước cam nữa rồi. Làm cái đi. Kéo rồi. Kéo, vô kéo anh em ơi. Có lý, có lý. Ủa dính cái này biết nào xảy được quá. Nó lên bờ dãy thì xảy. Rồi, cái gì được? Cá tát hả? Ừ. Làm mấy lắm. Buổi sáng này dính im thôi. Ngon ạ. À. Có thăm được gì cũng đỡ mấy ha. Có cửa tối đi thăm được vậy là ngon rồi, chứ đỡ cái gì. Trời, gỡ tay chân mấy con ngọn. Gì? Gỡ tay chân máu meo vậy. Không, 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 không dữ ta. Này đâu phải tập. Okay. Rồi. Kéo rồi. Kéo, vô kéo anh em ơi. Có lý, có lý. Ủa dính cái này biết nào xảy được quá. Nó lên bờ dãy thì xảy. Rồi, cái gì được? Cá tát hả? Không. Làm mấy lắm. Không. Buổi sáng này dính im thôi. Ngon ạ. À. Có thăm được gì cũng đỡ mấy ha. Có cửa tối đi thăm được vậy là ngon rồi, chứ đỡ cái gì. Trời, gỡ tay chân mấy con ngọn. Gì? Gỡ tay chân máu meo vậy. Không dữ ta. Này đâu phải tập. Trời trời, tôi gặp mình có quẩy. Ê, hai con anh Dương ơi. Gì? Con bay ngoài luôn rồi, còn đang con nè. Không? Ừ, nãy tính đâu nó chảy luôn rồi chứ. Thấy nó nhảy rồi kìa quá. À. Nhóm từ từ. Ồ, dính mép nó sao? Ê, ơi, quá dữ rồi. Còn con nó Dương bay ngoài anh Dương. Để nó đi chứ giờ làm gì nó vậy? Em tính đâu là nó ấy không à. Em tính đâu nó dãy chảy con câu rồi chứ. Nhớ thằng này có con câu. Đây đây đây. Giữ nguyên hiện trường, con này cũng bự rồi, cũng trọng à. Trời trời. Vô kẹo cái nhà ơi. Con mình vuột hay ra hả? Ừ. À vậy không phải. Nè, cũng có lý. Lý có lý cả nhà. Đây có vốn càng câu kia chưa vô? Cái này có vốn càng câu chưa? Nào. Rồi. Ê kẹo nữa anh Dương ơi. Kẹo kẹo nữa anh Dương ơi. Cái này ướt còn ướt đọt nè, mà nằm ở dưới cỏ nè. Để anh dẹt dẹt nhẹ nhẹ nha. Ok, đến coi, để từ từ. Có nhiều nhịp vậy không ạ? À? Không thấy nhịp, nhưng mà còn vẫn ngồi ướt đọt nha. Ướt đọt. Dẹt nhẹ nhẹ từ từ. Một mặn sợi dây coi. À, còn. Cá bự, em đợi con. Từ nha, vậy dẹt có nha anh Dương. Từ từ. Kẹo kẹo thôi, hí, giật giật kìa. Để cái đọt câu kìa. Đó, giật kìa. Đó. Quá dữ cả nhà ơi. Từ cá bự á. Cá bự thì dẹt dẹt con dính cục nào không Dương? À, gông dính gông. Ờ. Gông trời. Cá bự. Ôi trời trời con bự Dương ơi. Đưa từ từ. Từ Dương. Khủng. Khủng nè. Anh dậm lên câu trời. Lại cho chắc. Trời ơi. Hàng này mới khủng rồi cả nhà, con này có nửa ký á. Đây, hàng khủng nha. Dữ lắm rồi. Vô cái này trước đi. Quá dữ cả nhà ơi. Con này là khủng nhất luôn trong cái các con đó. Quá im cả nhà. Còn dính nữa Dương em nghe quậy nữa. Hồi nãy nghe đụng ở đây mà. Ừ. Con cá đó hồi nãy quậy đụng bển là mình nghe ở đây nhớ không? À. Còn con cá này nó không quậy nè. Con cá này dính nó mới dưới liệt cái dưới. Ừ rồi. Nghe em ru trời. Em lại em thấy mới lụm kẹo bên con kia cái chát luôn á. Không lẽ tới nữa ha. Tới nữa. Thời tới rồi cả nha. Dính rồi nha. Còn một cần cuối cùng nghe cô chú anh chị. Cần cuối cùng thôi. Hết mồi luôn anh em ơi. Hết mồi luôn hả? Chứ lụm kẹo vậy. Sảy rồi dính có gông nữa nè. Nè. Sao? Nó chùm lông kìa, cái này cũng sảy luôn á. Cá nhỏ quá anh. Cái đầu của nhẹp gầu luôn nè. Cái cá nhỏ. Dính cùng gông nè. Rồi, lên, về. Rồi. Để mình cho cô chú anh chị mình xem có thành quả cái rồi. Mình về thôi. Đây cả nhà ơi, thì cái thành quả của Dương tối hôm nay nha, sáng hôm nay chứ quên. Về là sáng rồi. Sáng rồi. Rồi. Đi cuốn. Ê, giữ chưa? Giữ chưa cái. Rồi thì cái clip của Dương tới đây, video của Dương tới đây là kết thúc nha. Hẹn cái nhà clip cắm câu hoặc là săn bắt sau nha. Thì buổi sáng nay chắc mình được cũng gần chục con á. Chục con quá em. Thì tính đâu làm tính quốc rồi nhưng mà cũng là cái thành quả. Nè. Wow. Hàng khủng nha cả nhà. Hàng khủng luôn á, dữ à. Các kiểu luôn hay giờ. Ồ ghê vậy. Rồi bye bye cả nhà nha, cả nhà xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ và like ủng hộ Dương chứ được nha. Rồi, bye bye cả nhà nha. Rồi. Về anh Dương ơi. Về thôi. Chút xíu. Nè. Hàng khủng nè. Hàng khủng cả nhà ơi. Đó, dữ chưa? Quá dữ luôn.
hết thằng hầu luôn rồi. Con này nửa ký luôn á, hơn luôn. Đây, đây là mấy con này. Con này dính con sảy có bao lớn này, con lớn này á, để em còn bao lớn này luôn. Mới xuống vậy, mới xuống thăm con đầu tiên luôn anh, em mừng chết luôn, đưa lên chứ đầu.